một đi của sông Hồng rất là cao. Xe này được trang bị hệ thống phanh rất là an toàn các bạn nhé. Phanh lốc kê máy 40 máy gôn. Chiếc xe của chúng ta hôm nay sẽ đi xuống cái dốc đê sông Hồng tiếp tục các bạn nhé. Những con dốc này không dành cho các bác tài xế gọi là yếu tim. Sau một vụ uổng nghệ thì các bà con nông dân sẽ phải cải tạo cái lên. Đi dốc nguy hiểm không nhỉ? Hai dốc liền. Có tới 3 chiếc xe công lông siêu to khổng lồ phục vụ công trình đây các bạn nhé. Trang bị có một ven thủy lực. Chiếc xe này trang bị bình khá là to bạn nhá. Con này 150 MA. Không. Ở sáng chiều người ta có máy xúc kìa. Đây các bạn nhìn này. Đây hệ thống côn này, phanh này, ga này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đâu, đổ đây, đây kia thì xò. À, ba chuyến nữa. Ba chuyến nữa.
các bạn thấy chiếc xe công nông ở quê mình khỏe rất tuyệt vời phải không? Hãy để lại một like và comment ở dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video thành phố quá trình may video.